Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio, siêu phàm sát thần đô thị cực phẩm y thần tập 4575 đến 4579, tập 4575, hư, lão phu và các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo, há có thể như nhau, trùng dương chân nhân nhướng mày một cái, chợt một kiếm chém đánh tiếp, phốc xích một tiếng, liền đem hắc huyết ma tôn chém rớt, hắc huyết ma tôn hoàn toàn không cách nào chống lại. Hắn dẫu sao chỉ là một đạo phân thân, tự nhiên không địch lại trùng dương chân nhân thần uy, hắn thân thể tan vỡ, máu tươi văng tung tóe, một khối cổ xưa lệnh bài, từ trong cơ thể hắn rớt ra, tấm lệnh bài kia, phía trên in một cái, hàn, chữ, diệp thần gặp lệnh bài kia, tựa hồ có chút cổ quái, liền cách không đưa tay chộp một cái, đem lệnh bài kia nắm trong tay, luân hồi chi chủ, không có sao chứ, trùng dương chân nhân ánh mắt nhìn về diệp thần, đạm đạm hỏi, hắc huyết ma tôn sau khi chết, tất cả bóng tối ma uy, kiếm khí gió bão toàn bộ tản đi hải đường tiên đảo khí tượng lần nữa khôi phục thanh tĩnh kỳ tư thanh và hải đường linh mẫu cũng từ trong nguy hiểm đi ra ngoài không có sao đa tạ diệp thần ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn về trùng dương chân nhân không cần cảm ơn ta không phải muốn cứu ngươi chỉ là vì bảo vệ thăng bằng bất kỳ không không thời không hắc ám tồn tại hạ xuống đến thế giới hiện thật đều có thể ảnh hưởng thăng bằng cuối cùng phá hoại mồi lửa nguyên ổn định trùng dương chân nhân thanh âm như cũ đạm đạm hắn ra tay chu diệt hắc huyết ma tôn không phải là vì cứu diệp thần mà là vì duy trì thực tế phép tắc ổn định diệp thần ca ca ngươi không có sao liền tốt có thể hù chết ta một cái bé gái từ trùng dương chân nhân sau lưng toát ra chính là tiểu thảo thần mới vừa chính là tiểu thảo thần đi tím hoàng tiên cung cầu viện cuối cùng mời tới trùng dương chân nhân hạ xuống giết chết hắc huyết ma tôn nếu như không phải là trùng dương chân nhân xuất thủ Diệp thần đối mặt đã cho gọi ra đà đế cổ thần hắc huyết ma tôn, sợ rằng sẽ đặc biệt khó giải quyết, trùng dương chân nhân, bất kể như thế nào, lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi, diệp thần trịnh trọng chắp tay, lần nữa nói cảm ơn, trùng dương chân nhân lắc đầu một cái, nói, không cần khách khí, coi như phải nói cảm ơn, cũng phải cần cùng yêu cơ tiểu thư nói, diệp thần sửng sốt một chút, nói, yêu cơ thế nào, trùng dương chân nhân nói, là nàng quỳ xuống cầu ta xuất thủ vốn là không không lúc nào không tuy có sát thủ hạ xuống, nhưng chuyện này còn không đáng ta ra tay, giao cho mấy cái hộ giáo pháp vương ra mặt là được, ví dụ như ngàn nhện thiên quân nguyện thiếu người, nhưng, yêu cơ tiểu thư lo lắng, người khác đi không đẻ ép được tình cảnh, cố ý cầu ta ra mặt, hơn nữa nàng vậy sợ, nguyện thiếu người cùng ngươi có thủ oán, có thể sẽ có cái gì chắc trở, ngàn nhện thiên quân nguyện thiếu người, đã sớm trở về tím hoàng tiên cung. Cũng ở đạo đức thiên tôn bầy mưu tính kế, thành thánh hỏa điện hộ giáo pháp vương ngoài mặt là phụ trợ trùng dương chân nhân trấn thủ mồi lửa nguyên nhưng trong thực tế là đạo đức thiên tôn an bài con cờ dùng để kềm chế trùng dương chân nhân thế lực phòng ngừa hắn làm lớn thậm chí nguyện thiếu người còn thừa kế đa bảo thiên quân di sản kiêu căng bạo tăng những chuyện này diệp thần đã sớm biết hôm nay nguyện thiếu người thực lực nhất định phải so với trước kia lợi hại hơn nếu như nguyện thiếu người phủ xuống nói nói không chừng thật vẫn sẽ nhằm vào diệp thần đệ nhị yêu cơ vậy cân nhắc đến một điểm này cho nên quỳ xuống cầu tha thứ cố ý muốn mời trùng dương chân nhân ra tay không cho nguyện thiếu người bất kỳ cơ hội diệp thần nghĩ đến đệ nhị yêu cơ như vậy quan tâm nội tâm cũng là mười phần cảm kích vậy thay ta hướng yêu cơ nói một tiếng cảm ơn diệp thần nói ừ ta biết trùng dương chân nhân gật đầu một cái ánh mắt lại nhìn hướng diệp thần lệnh bài trong tay hơi lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc nói tấm lệnh bài này cho ta xem xem diệp thần nhướng mày một cái nói thế nào cầm trong tay lệnh bài đưa tới tấm lệnh bài này là mới vừa từ hắc huyết ma tôn trên mình rơi ra ngoài phía trên in một cái hàn chữ ha ha nguyên lai like là diệt hàn làm đà đế cổ thần một mực nhớ ta có lấy là hắn đã quên trùng dương chân nhân ngắm lệnh bài trong tay tựa hồ bị gợi lên cái gì nhớ lại lắc đầu cười một tiếng cái gì diệt hàn làm diệp thần nhất thời vậy hứng thú chính ngươi truy đuổi sóc thiên cơ từ từ xem kìa ta đi trước trùng dương chân nhân đưa lệnh bài ném hồi cho diệp thần rồi sau đó xoay người rời đi hắn tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ vì chém chết hắc huyết ma tôn cũng không muốn cùng diệp thần có quá nhiều dây dưa dễ má diệp thần đón về lệnh bài nhướng mày một cái tấm lệnh bài này kêu diệt hàn làm xem trùng dương chân nhân hình dáng tấm lệnh bài này tựa hồ còn hàm chứa cái gì động trời bí mật cùng đa đế cổ thần có liên quan không biết là bí mật gì diệp thần nắm lệnh bài trong lòng giọt thầm thì, lúc này, không không lúc nào không, mưa núi sắp tới, hắc huyết ma tôn phân thân tiêu diệt, bản thể vậy bị bị thương nghiêm trọng, biết diệp thần khí vận quá lợi hại, mình tuyệt đối không thể chống đỡ, đáng chết luân hồi chi chủ, xem ra vẫn là phải cổ thần bệ hạ tự mình ra tay, mới khá đem chu diệt, hắc huyết ma tôn căm hận không dứt lập tức rời đi hắc huyết giáo, biến dạng hư không, trở lại đà đế thiên tông, đà đế thiên tông, là không không thời không cao cấp đại phái có thể nói là cường đại nhất tông phái tông chủ đà đế cổ thần được gọi là trí cao ý chí vẫn ẩn núp ở phía sau màn ngày thường rất ít lộ mặt đà đế thiên tông chỗ ở thời không tên là cổ thần thời không ở nơi này phiến thời không bên trong che giấu vô số cổ xưa thần minh thậm chí có không thiếu thần minh từng tham dự không không thời không sáng tạo đếm không hết đế quốc vương triều cung điện kiến trúc thần miếu điêu xem đứng sửng ở cái này phiến thời không bên trong chung nhau cấu trúc thành sáng chói mênh mông, vô cùng huy hoàng thịnh thế hình ảnh. Ở nơi này phiến huy hoàng thịnh thế đồ quyển bên trong, đứng sửng ở chính giữa nhất, là một chuôi lớn vô cùng thần kiếm. Chuôi này thần kiếm, rốt cuộc có bao nhiêu to lớn, biết bao dài, đã không cách nào dùng lời nói hình dung. Chỉ biết là vậy vô số đế quốc vương triều, vô số vĩ đại kiến trúc, thậm chí là trời trăng sao, vũ trụ tinh không, so sánh với, cũng chỉ là một viên bụi nhỏ vậy tồn tại, đó là trong truyền thuyết thiên tội cổ kiếm. Mênh mông, sát phạt, bá đạo, uy nghiêm, lãnh khốc hơi thở, không ngừng từ ngày trước tội trên cổ kiếm tản ra, đó là đà đế thiên tông chấn phái thần khí, cũng là bốn đại trí cao thần khí đứng đầu, vĩ đại mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi bước, ở thân kiếm chung quanh, vô số trời trăng sao cầu, vô số vũ trụ tinh không còn quấn, vô số huy hoàng đế quốc, như bụi nhỏ vậy nhấp nhô, trăm triệu tỷ vạn sinh linh, mỗi ngày mỗi đêm hướng thanh kiếm này quỳ bái, tán tụng đà đế cổ thần vĩ đại trong truyền thuyết đà đế cổ thần ngay tại thiên tội cổ kiếm kiếm đỉnh yên lặng ngồi xếp bằng bế quan hàng tỷ thế kỷ nguyên đều không từng xuất quan cũng không từng rời đi kiếm đỉnh hắc huyết ma tôn trở lại cổ thần thời không sau đó lập tức hướng thiên tội cổ kiếm kiếm đỉnh bay đi phải hướng đà đế cổ thần bẩm báo tình huống hắc huyết ma tôn người muốn làm gì ngay tại hắc huyết ma tôn bay đến nửa đường thời điểm một cái dung mạo yêu mị vóc người thước tha da trắng nõn đến cơ hồ có thể nặn ra nước thiếu nữ từ một cái cầu vồng trên hạ xuống ngăn cản hắn hắc huyết ma tôn thấy cô gái kia nhất thời cảm thấy kính nể nói mị tim tiểu thư ta muốn gặp cổ thần bệ hạ cô gái này tên là mị tim là đà đế cổ thần đệ tử chân truyền đà đế cổ thần dưới quyền có bốn cái chân truyền học trò đều là không không lúc nào không cao cấp thiên kiêu thực lực cùng quyền thế đều là ngút trời triệt đất tồn tại Mị Tim là tuổi tác một cái nhỏ nhất, vậy nhất được đa đế cổ thần sùng ái, cho nên, hắc huyết ma tôn cho dù là đại hộ Pháp, dạ xoa đứng đầu, thấy Mị lòng thời điểm, cũng là tràn đầy cung kính, người muốn gặp sư phụ, Mị Tim nghe được hắc huyết ma tôn ý đồ, nhất thời liễu nhíu mày một cái, đúng vậy, hắc huyết ma tôn cung kính nói, không được, sư phụ đang bế quan, người không thể quấy nhiễu hắn, Mị Tim lắc đầu một cái, cũng không chính xác hắc huyết ma tôn yết kiến, Mị Tim tiểu thư ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng bệ hạ bẩm báo mời ngươi châm trước hắc huyết ma tôn nhất thời nóng này nói sư phụ nắm giữ chư thiên có chuyện gì có thể giấu giếm được lão nhân ra ông ta hắn chỉ cần bấm ngón tay tính toán chuyện gì đều biết không cần ngươi đi bẩm báo ngươi trở về đi thôi nếu là thật có chuyện gì sư phụ sẽ cho đòi gặp ngươi mị tim đạm đạm nói nhưng mà hắc huyết ma tôn còn muốn giải thích rõ nhưng mị tim đã gọi tới trường thị vệ cưỡng ép đem hắn đưa đi thấy hắc huyết ma tôn bị đưa đi mị tim khóe miệng lộ ra một nụ cười trong đầu nghĩ cuối cùng không người quấy dày sư phụ tĩnh tu mị tim người tới đây vừa lúc đó mị tim lại nghe được một hồi trầm thấp truyền âm lại là đà đế cổ thần ở cho đòi gặp nàng sư phụ thế nào mị tim nghe được đà đế cổ thần triệu hoán rất bất ngờ phải biết đà đế cổ thần một mực bế quan sẽ rất ít cho đòi gặp ai người tới đây nói sau đà đế cổ thần nói dạ sư phụ mị tim trong lòng rét một cái vội vàng đánh hồng kiều bay đến thiên tội cổ kiếm kiếm đỉnh liền gặp kiếm trên đỉnh không gian một cái ông già đang ngồi xếp bằng ông già tướng mạo cực kỳ khủng bố phảng phất là một người chết chỉa vào một gương mặt người chết da mặt trên phủ đầy màu tím bầm thi ban cả người vậy tản mát ra một cổ đặc thù thi mùi thúi làm người ta không lạnh mà run nhưng ông lão tròng mắt nhưng là tinh mang lóe lên không có một chút tử khí tràn đầy quân vương nắm giữ vậy bá đạo, hắn chính là đà đế cổ thần, vũ hoàng cổ đế tương lai thân, thời khắc này đà đế cổ thần, trong tay đang thưởng thức trước một tấm lệnh bài, trên lệnh bài mặt, khắc một cái, hàn, chữ, nếu như diệp thần ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ kinh ngạc phát hiện, đà đế cổ thần lệnh bài trong tay, và trong tay hắn diệt hàn làm, hoàn toàn là giống nhau như đúc, sư phụ, còn ở nhớ nhung đại sư huynh sao, mị tim thấy khối kia hàn chữ lệnh bài, rè đặt hỏi đà đế cổ thần có bốn cái chân truyền học trò, nàng là nhỏ nhất sư muội, nàng đại sư huynh kêu đêm hàn, đó là đà đế cổ thần đã từng đắc ý nhất ái đồ, cũng là đà đế thiên tông kim bài sát thủ, đêm hàn ở đà đế thiên tông địa vị, giống như giết thiên đế cổ vĩnh tiêu, ngày xưa ở lôi thần thiên tôn thủ hạn địa vị như nhau, hừ, tên phản đồ kia, có cái gì tốt tư niệm? Ta hận không được hắn chết, đà đế cổ thần hừ lạnh một tiếng, đem lệnh bài trong tay, rong luyện thành nước thép, trong con người tràn đầy tức giận thống hận ý, mị Tim gặp sư phụ nổi giận, cúi đầu xuống, không dám làm tiếng, đà đế cổ thần thở dài một cái, khoát tay một cái nói, thôi, không nói tên phản đồ này, ta kêu ngươi tới, là muốn phân phó ngươi một chuyện, mị Tâm nghi hoặc hỏi, chuyện gì, đà đế cổ thần trong mắt tinh mang lóe lên, như vậy xuyên qua chư thiên nhân quả, nói, hắc huyết ma tôn thua ở luân hồi chi chủ dưới quyền, luân hồi khí vận, xem ra so ta tưởng tượng, còn lợi hại hơn được hơn mị tim thất kinh nói cái gì hắc huyết ma tôn đã thua sao đà đế cổ thần gật gật đầu nói đúng vậy luân hồi khí vận hừng hực vậy thủ đoạn không cách nào áp chế hắn ta muốn an bài ngươi đi hắn bên người ẩn núp mị tim ngẩn ngơ nói cái gì đà đế cổ thần nói ngươi che giấu thân phận đi hắn bên người trước tranh thủ hắn tín nhiệm mị tim ngạc nhiên nói sư phụ ngươi cần ta làm gì đà đế cổ thần lắc lắc đầu nói cái gì cũng không cần làm nếu như ta nói ta kế hoạch, nhất định kích động thiên cơ, bị hắn phát hiện, cho nên ta cái gì cũng không có thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần trước đến gần luân hồi chi chủ, đạt được hắn tín nhiệm nói sau, tập 4576, dừng một chút, đà đế cổ thần ánh mắt, lại lên hạ liếc một cái mị lòng thướt tha dáng vẻ, nói, bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì, mị tim trong lòng rét một cái, nội tâm lướt qua vô số ý niệm, không nghĩ tới đà đế cổ thần vì đối kháng luân hồi, lại muốn phái nàng ra tay thậm chí phải dùng ẩn núp cái loại này bí ẩn thủ đoạn dạ sư phụ ta sẽ nghĩ biện pháp đến gần luân hồi chi chủ tranh thủ hắn tín nhiệm mỹ tim đáp ứng nội tâm đã có quyết đoán rất tốt đa đế cổ thần rất hài lòng gật đầu một cái lại cong ngón tay tính toán nói ta suy tính đến thiên cơ cốt thiên đế sẽ trợ giúp tử thần giáo đoàn đoạt được tử thần quyền bính sau đó tử thần giáo đoàn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt luân hồi nhưng táng diệt luân hồi thời cơ còn chưa tới, bọn họ nhất định phải thất bại, ở bọn họ muốn giết luân hồi chi chủ thời điểm, người có thể làm chút chuyện tình, tranh thủ luân hồi chi chủ tín nhiệm, mị tim cả kinh, nói, sư phụ, ngươi là muốn ta, đà đế cổ thần khoát khoát tay, ngừng nàng nói chuyện, nói, không cần phải nói đi ra, miễn được kích động thiên cơ, ngươi trong lòng mình hiểu rõ liền tốt, đi xuống đi, mị thầm nghĩ, ưm, ôm phức tạp tâm tình, xoay người rời đi. Mà lúc này cốt thiên đế, đúng như đà đế cổ thần dự liệu như vậy, chuẩn bị cùng tử thần giáo đoàn hợp tác, thích ra thiên đế vậy lão lừa ngốc, cùng luân hồi trận danh liên hiệp, ta cổ tinh môn như muốn táng diệt luân hồi, vậy cũng so với trước kia gian khó hơn nhiều, cốt thiên đế lo lắng, không ngừng suy nghĩ dưới, nghĩ đến một cái phương pháp, liền tới đến chết thần giáo đoàn, hôm nay tử thần giáo đoàn, do ma nữ nắm trong tay, thiên khải trí tôn tạm thời ẩn lui. Cốt thiên đế vừa đến tử thần giáo đoàn, hư không liền một hồi vạn vẹo, ma khí nhô lên, xuất hiện một tấm kinh cước vương tọa bóng dáng, kinh cước vương tọa trên, ma khí hội tụ, hiển hóa ra ma nữ thướt tha bóng người, cốt thiên đế, ngươi làm sao tới, ma nữ thấy cốt thiên đế đến, nhất thời cảm thấy kiêng kỵ, cốt thiên đế nhưng mà cổ tinh môn nam đại thiên đế một trong, năm đó niêm phong võ tổ cường giả đứng đầu, thực lực cực kỳ khủng bố lợi hại, dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, vậy là có thể bước lên trước 10 tồn tại. Nếu quả thật đánh nhau, ma nữ không phải là địch thủ của hắn, tẩy nhan tiên tử, vẫn khỏe chứ, cốt thiên đế thấy ma nữ xuất hiện, khẽ mỉm cười, trước khom người thi lễ một cái, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi tới làm gì, ma nữ thanh âm lãnh khốc, trong đầu nghĩ nơi này là tử thần giáo đoàn địa bàn, cốt thiên đế nếu là làm khó dễ nói, nàng chiếm cứ thiên thời địa lợi, cũng không sợ, nhưng, cốt thiên đế cũng không có bất kỳ muốn muốn ý xuất thủ, đạm đạm cười nói, ta nghe nói các ngươi tử thần giáo đoàn, đang cùng luân hồi chi chủ, tranh đoạt tử thần quyền bính, ta có thể giúp ngươi, nghe vậy, mà nữ cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, nói, ngươi nói gì sao, cốt thiên đế nói, ta cổ tinh môn, có thể trợ giúp các ngươi tử thần giáo đoàn, đoạt được tử thần quyền bính, mà nữ trong lòng cuồng loạn, nàng biết, cổ tinh môn thế lực cực lớn, nếu là thật chịu xuất thủ tương trợ, vậy nàng tử thần giáo đoàn, khẳng định có thể đoạt được tử thần quyền bính, tại sao phải giúp ta, mà nữ trong lòng phòng bị. Biết cốt thiên đế không thể nào trắng giúp không nàng, thậm chí cốt thiên đế sau lưng cổ tinh môn còn có săn giết chưa thần dã mong ha ha nhâm phi phàm cùng thích gia thiên đế liên hiệp bọn họ sẽ chờ luân hồi chi chủ phi thăng để cho hắn thống hợp luân hồi trận danh thế lực thành làm thiên đế bá chủ ta tuyệt không thể để cho luân hồi chi chủ phi thăng đi lên ta cần các ngươi tử thần giáo đoàn giúp ta xúc diệt luân hồi cốt thiên đế ở thích gia phật tổ dưới quyền bị nhục nhưng hắn là người thông minh biết bàn cờ này một bước mấu chốt nhất không phải nhâm phi phàm, cũng không phải Phật tổ, mà là Diệp Thần, chỉ phải thừa dịp Diệp, Diệp Thần còn không phi thăng, đem hắn chém chết, luân hồi trận doanh thế lực, tự nhiên muốn đi theo làm tan giã, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng, so sánh với cổ tinh môn, tử thần giáo đoàn đối phó Diệp Thần kinh nghiệm, phong phú hơn, cho nên, cốt thiên đế muốn mượn tử thần giáo đoàn tay, chu diệt Diệp Thần, dĩ nhiên, hắn cũng biết, luân hồi khí vận hừng hực, dựa hết vào hôm nay tử thần giáo đoàn là không có biện pháp áp chế, trừ phi, tử thần giáo đoàn có thể đoạt được tử thần quyền bính, tái hiện ngày xưa chín thần huy quang, như vậy thứ nhất, mới có táng diệt luân hồi có thể, như ta tử thần giáo đoàn, đoạt được tử thần quyền bính, các ngươi cổ tinh môn, cũng phải săn giết ta sao, mà nữ con ngươi chớp động mũi nhọn, biết cổ tinh môn dã tâm, cực kỳ ngoại hạng khủng bố, muốn săn giết chư thiên thần minh, nàng chỉ sợ mình đoạt được tử thần quyền bính sau đó, ngược lại phải bị cốt thiên đế săn giết cốt thiên đế cười nói chuyện sau này sau này hãy nói tẩy nhan tiên tử như ngươi thật thành tử thần đó chính là cao cấp thiên đế chủ thần ta coi như muốn săn giết ngươi lại nơi nào có như thế dễ dàng mà nữ trong đầu nghĩ cũng vậy lại thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút nếu như bị bắt đi cổ tinh môn cùng võ tổ cùng xuống hoàng tuyền vậy không hẳn là không thể lập tức nàng gật gật đầu nói rất tốt cốt thiên đế như ngươi chịu ra tay giúp ta đoạt được tử thần quyền bính ta không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ thay người táng diệt luân hồi thời gian vội vã chớp mắt một cái lúc đó ba ngày trôi qua lúc này thái thượng thế giới tinh nguyệt giới bên trong một tòa thật to bầu trời cung điện trôi lơ lửng ở tinh nguyệt giới bầu trời đó là ngạo thế thiên cung là diệp thần tạo ra cung điện lúc này diệp thần đã từ trên trời thiên trở về cũng chế tạo ra một tòa ngạo thế thiên cung kỳ tư thanh hạ nhược tuyết ngụy dĩnh huyền hàn ngọc võ giao đêm mẫu gió tiếng nói oanh tiểu thảo thần xanh nghiên, cũng dọn tới ngạo thế thiên cung cư trú, còn có để nhất cỏ thần tử lan, bởi vì nhớ nhung diệp thần, vậy hiện thân đi ra, nhưng ẩn cư ở ngạo thế thiên cung chỗ sâu, trừ diệp thần và xanh nghiên bên ngoài, cũng không gặp ai, diệp thần cùng chư nữ đoàn tụ, dĩ nhiên là không khỏi mừng rỡ, ngày khá làm vui, nhưng, diệp thần cũng biết, bây giờ không phải là hưởng lạc thời điểm, phải làm sự việc còn có rất nhiều, ngạo thế thiên cung chỗ sâu một bụi to lớn cây cối xuyên qua chân trời đó là trong truyền thuyết thế giới thụ bụi thế giới thụ này thật ra thì đã sớm bị chém đứt là đệ nhất cỏ thần tử lan nghịch chuyển thời gian sông dài từ đi qua trong năm tháng đem thế giới thụ lần nữa mò đi ra nhưng bụi thế giới thụ này uy lực xa xa kém hơn đỉnh cấp thời điểm bởi vì tử lan đã sớm chết nàng chết để cho được thế giới thụ tổn thương nguyên khí nặng nề bất quá cái này dẫu sao là thế giới thụ trồng trọt ở tinh nguyệt giới bên trong cũng có thể lớn mạnh tinh nguyệt giới địa mạch khí vận, từ lan tại thế giới trên cây mặt, xây dựng liền một tòa tinh xảo yêu nhã nhà gỗ. Mấy ngày nay thời gian, căn bản là mỗi ngày đều cùng diệp thần dính chung một chỗ, cho dù là ngày xưa thiên đế chủ thần, cũng không cách nào kháng cự luân hồi mỹ lực. Giờ phút này, diệp thần đang ngồi ở một tấm cây mây hoa biện trên giường, trong tay cầm một tấm lệnh bài, trao mày, ngưng xem ngắm. Tấm lệnh bài này, chính là, diệt hàn làm, mấy ngày nay thời gian, diệp thần vừa ở không liền nghiên cứu diệt hàn làm truy đuổi sóc phía trên thiên cơ nhân quả đến hiện tại diệp thần mơ hồ tới giữa vậy dòm ngó thấy một chút cổ xưa bí mật cái này diệt hàn làm lúc đầu và đà đế cổ thần thân truyền học trò đêm hàn có liên quan diệp thần tự lẩm bẩm làm sao cũng suy tính biết sao một đạo kiều non trắng nõn thân thể từ phía sau ôm lấy diệp thần chính là đệ nhất cỏ thần tử lan nàng cả người so ánh trăng còn muốn trắng tinh trong mắt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Diệt Hàn làm tất cả bí mật, nàng đều biết, nhưng nàng không có trực tiếp nói cho Diệp Thần, mà là để cho Diệp Thần tự đi suy tính điều tra, hình như là. Đêm Hàn, đà đế cổ thần đại đổ đệ, hắn phản bội đà đế cổ thần, cho nên gặp phải đuổi giết, đà đế cổ thần phát ra vô số khối Diệt Hàn làm, chính là vì chu diệt đêm Hàn, Diệp Thần vậy đoán đại khái biết, hắc huyết ma tôn là đà đế thiên tông người cho nên trên người hắn mang theo diệt hàn làm, diệt hàn làm, chính là muốn chu diệt đêm hàn ý, đêm hàn, đà đế cổ thần đại đổ đệ, ngày xưa không không lúc nào không cao cấp sát thủ, cao cấp thiên kiêu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, ban đầu đà đế cổ thần, muốn thành lập một cái tổ chức sát thủ thời điểm, lúc ban đầu suy tính thí sinh, chính là đêm hàn, nhưng, đêm hàn phản bội, cuối cùng sáng lập tổ chức sát thủ người, đổi thành hắc huyết ma tôn, người có biết. Đêm hàn tại sao phải phản bội, tử lan ôm diệp thần cổ, chăn thủ khẽ tựa vào hắn trên bả vai, cười khẽ hỏi, bởi vì, một đầu thần thú, thập vĩ thần thú, không không lúc nào không thần thú trên bảng, xếp hạng thứ nhất tồn tại, diệp thần khó hiểu có chút tim quý, do nó thấy cực kỳ khủng bố, cực kỳ cổ xưa, cực kỳ sợ hãi thiên cơ, không không lúc nào không thần thú trên bảng mặt, xếp hạng thứ nhất thần thú, tên là, thập vĩ, cái này thập vĩ thần thú, lúc ban đầu chỉ tồn tại ở ảo tưởng bên trong. Cũng không phải là chân thực tồn tại, truyền thuyết bên trong, thập vĩ thần thú là thế gian kinh khủng nhất hung thú, cho dù là xấu xí nhất, nhất dữ tận, nhất yêu ma tả ác, cùng thập vĩ so sánh, vậy giống như một đứa bé sơ sinh đứa bé vậy đáng yêu, không hề thiếu cường giả, ở ảo tưởng bên trong, gặp qua thập vĩ, sau đó bọn họ không một ngoại lệ, toàn bộ điên rồi. Thập vĩ khủng bố, cho dù là thiên đế chủ thần, tại chưa có bất kỳ phòng vệ nào dưới tình huống, chỉ cần nhìn thẳng một mắt, liền biết nói tim nghiền, tinh thần tan vỡ rơi vào điên cuồng, đó là thực tế bên trong, căn bản không khả năng tồn tại thần thú, bởi vì quá mức đáng sợ, cả ngày đế chủ thần cũng không cách nào nhìn thẳng, nhưng, ở cực kỳ lâu trước kia, đà đế cổ thần muốn đem thập vĩ thần thú, chế tạo ra tới, hắn muốn để trong ảo tưởng thần thú, biến thành chân thực tồn tại, từ đó vĩnh hằng xưng bá chư thiên, đà đế cổ thần chế tạo thập vĩ thời đại, chính là mộ cung vậy một đời luân hồi chi chủ, muốn chế tạo luân hồi đi đời sách thời đại luân hồi đi đời sách, một khi chế tạo thành công, không người nào có thể ngăn cản kỳ phong mang, vậy một đời luân hồi chi chủ, hắn điên cuồng ý nghĩ, liền đà đế cổ thần đều cảm thấy sâu đậm uy hiếp, vì ứng đối luân hồi đi đời sách uy hiếp, đà đế cổ thần quyết định chế tạo thập vĩ, để cho huyễn muốn trở thành chân thực, ở hao phí vô số tài nguyên, vô số tâm huyết sau đó, đà đế cổ thần thành công, hắn thật đem thập vĩ thần thú, chế tạo ra tới, mới vừa tạo ra thập vĩ thần thú. Chỉ là ấu thú nhưng cho dù là ấu thú, ở nó sinh ra ngay tức thì, thiên địa nhật nguyệt liền toàn bộ thất thủ, đà đế cổ thần thủ hạ cường giả, ít nhất có triệu người, ở trong nháy mắt thét chói tay điên cuồng, bọn họ bất hạnh nhìn thẳng thập vị bóng người, vậy thì không cách nào dùng lời nói miêu tả đại khủng bố, coi như chỉ là xem liếc mắt nhìn, vậy đủ để để cho người tan vỡ, đà đế cổ thần thật cao hứng, thập vị ấu thú ra đời, chỉ cần kéo dài nuôi, liền có thể để cho ấu thú lớn mạnh cuối cùng trở thành thế gian đáng sợ nhất ác mộng, phụ trợ hắn xưng bá chư thiên, nhưng, đà đế cổ thần đại đệ tử đêm hàn, lại phản bội, âm thầm mang đi thập vị ấu thú, cũng đem đại lượng chuẩn bị nuôi ấu thú thiên tài địa bảo, toàn bộ mang đi, trực tiếp để cho đà đế cổ thần tổn thương nguyên khí nặng nề, người thấy thập vĩ bộ dáng sao, tử lan nháy mắt, hỏi, không, ta không dám suy tính. Diệp thần lắc đầu một cái, rất thẳng trắng biểu thị mình nội tâm kiêng kỵ thập vĩ thần thú quá đáng sợ cho dù là ấu thú cũng không phải hôm nay diệp thần có thể dòm ngó phải biết nhất trạng thái tốt cùng thập vĩ đủ để cùng luân hồi đi đời sách chống lại có thể tưởng tượng được có kinh khủng dương nào như thế kinh khủng thần thú thật là khó có thể tưởng tượng đà đế cổ thần rốt cuộc hao phí nhiều ít tài nguyên mới chế tạo ra tới diệp thần rất rõ ràng cảm nhận được tương lai mình vận mệnh đem sẽ cùng đầu này thập vĩ thần thú sinh ra thiên ti vạn lũ liên lạc vậy ngươi biết đêm hàn mang đi thập vĩ sau đó chạy đi nơi nào sao tử lan lại hỏi không biết đầu mối quá thiếu suy tính không tới diệp thần lắc đầu một cái hì hì vậy ngươi muốn biết sao tử lan cười híp mắt nhìn diệp thần ngươi biết diệp thần một hồi kinh ngạc thập vĩ thần thú như vậy khủng bố giá trị đủ để cùng luân hồi đi đời sách tương đương hắn cũng rất muốn biết thập vĩ rơi xuống tuy nói lấy hôm nay diệp thần thực lực nhất định là không thể nào hàng phục thập vĩ, đừng nói là hắn, nhâm phi phàm tới, cũng chưa chắc có thể hàng phục, đó là chư thiên kinh khủng nhất thần thú. Thiên đế chủ thần cũng không cách nào nhìn thẳng tồn tại, bất quá, diệp thần trong lòng cũng thật là tò mò, cái này thập vĩ thần thú, rốt cuộc bị đêm hàn mang đi nơi nào, người muốn biết, liền thân ta một tí, tử lan gật một cái môi mình, cười hì hì nói, rất là dí dỏm hình dáng, diệp thần không biết làm sao, liền cúi đầu hôn nàng một cái, không nghĩ tới, tử lan nhưng là được voi đòi tiên, ngược lại đem diệp thần đè xuống giường, nàng mắt đẹp ngắm nhìn diệp thần, như thác vải vậy tóc xanh thỏng xuống, quen được diệp thần lỗ mũi có chút ngứa ngáy. Tập 4.577, thập vĩ quá mức khủng bố, cho dù là ấu thú, vậy là đặc biệt khủng bố, cái đó đêm hàn hẳn không nắm được, thuần phục thập vĩ độ khó, so với người thuần phục hải đường tử hoàng, còn phải gian nan triệu lần, hoàn toàn không thể như nhau. Ta mơ hồ suy tính đến thập vĩ hẳn bị đêm hàn cắt nhỏ, tử la nói, cắt nhỏ, diệp thần ngây ngần, đúng vậy, thập vĩ thần thú từ trên bản chất nói, chính là một đoàn năng lượng thể, có thể biến thành bất kỳ đồ, cũng có thể cắt nhỏ, cắt nhỏ sau thập vĩ, liền không còn là thập vĩ hình thái, mà là nhất vĩ, hai đuôi, ba đuôi như vậy, lấy phân thân hình thái tồn tại, mỗi một đạo phân thân đều là bản thể một phần chia, ta lợi dụng trí khôn sách, suy tính đến thế giới hiện thật, chắc có thập vĩ phân thân nhưng không biết cụ thể ở địa phương nào, Tử Lan búng ngón tay một cái, mắt đẹp ánh sáng chớp động, giống như khám phá hết thảy thiên cơ, thế giới hiện thật có thập vĩ phân thân, Diệp Thần nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu như là nguyên vẹn trạng thái thập vĩ, hắn khẳng định không cách nào thuần phục, nhưng phân thân nói, lại có thuần phục có thể, nếu có thể thuần phục một đầu thập vĩ phân thân, đó cũng là nghịch thiên cơ duyên, hì hì, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta khuyên ngươi không nên suy nghĩ nhiều thập vĩ quá kinh khủng, coi như là phân thân, cũng là cực kỳ khủng bố. Tử Lan cười nói, nàng không hề cho rằng, Diệp Thần có thuần phục thập vĩ đáng sợ, cho dù chỉ là phân thân, dẫu sao thập vĩ đáng sợ, đó là cả ngày đế chủ thần cũng không cách nào nhìn thẳng tồn tại, thôi, tùy duyên đi, ta không bắt buộc, nhưng nếu quả thật đụng vào cái này cơ duyên, ta sẽ không bỏ qua, Diệp Thần lắc đầu một cái, nhưng ánh mắt kiên định, cũng không muốn tùy tiện buông tha, thập vĩ cơ duyên, là không thể cường cầu. Diệp Thần thậm chí không dám đi sâu vào suy tính, sợ dính không rõ, bất quá, nếu như sau này thật có cơ hội, thuần phục mười đuôi, hắn là sẽ không bỏ qua, đốc đốc đốc, vừa lúc đó, bên ngoài truyền tới một hồi tiếng gõ cửa rồn rập, Diệp Thần, xảy ra chuyện lớn, là ra ra lá tả thần thanh âm, ra ra, thế nào, Diệp Thần đang cùng tử lan si quấn, nghe được ra ra tới, không khỏi có chút lúng túng ho khan một tiếng, người trước đi ra nói sau. Lá tả thần thanh âm rất là lo âu, tràn đầy lo lắng mùi vị được diệp thần hướng tử lan làm dấu chớ có lên tiếng sau đó mình mặc vào quần áo đi tới bên ngoài nhà gỗ lá tả thần đang ngoài nhà đi qua đi lại mặt đầy nóng nảy ra ra xảy ra chuyện gì diệp thần liền vội vàng hỏi thân đồ uyển nhi phát tới cầu cứu nàng nói nàng mau không chịu nổi muốn ta đi một chuyến ma thần cung giúp nàng lá tả thần nói uyển nhi thế nào diệp thần trong lòng rét một cái hỏi là tử thần quyền bính sự việc nàng cùng tử thần giáo đoàn tranh đoạt tử thần quyền bính nhưng mau không tranh hơn bởi vì cổ tinh môn cốt thiên đế lại có thể nhúng tay vào phải giúp ma nữ cướp lấy tử thần quyền bính ở cốt thiên đế uy áp hạ uyển nhi mau không chịu nổi tình thế rất không ổn chúng ta rất có thể phải thua lá tả thần lo lắng nói cái gì diệp thần sắc mặt trầm xuống hắn tự nhiên biết cốt thiên đế lợi hại nếu là cốt thiên đế ra tay giúp ma nữ như vậy trận tử thần quyền bính tranh đoạt chiến cuối cùng bên thắng rất có thể chính là ma nữ thân đồ uyển nhi tính tỉnh quật cường trước đây cho tới bây giờ không hướng diệp thần nhờ giúp đỡ cũng không muốn diệp thần liên lụy đi vào nhưng giờ khắc này nàng không chịu nổi đối mặt cốt thiên đế nếu là nàng thất bại thậm chí có có thể sẽ chết nàng chỉ có thể hướng diệp thần bên này cầu viện nếu là nàng thua vậy sẽ liên lụy toàn bộ luân hồi trận doanh khí vận bị thương nặng ta phải đi một chuyến ma thần cung sau đó cùng thân đồ uyển nhi đi một chuyến không không lúc nào không ta tương lai thân và nàng tương lai thân phải liên hiệp mới có đối kháng cốt thiên đế có thể lá tả thần chấp hai tay sau lưng ngửa mặt trông lên bầu trời trong ánh mắt lo lắng ý nồng hậu hơn ra ra ngươi muốn cùng uyển nhi đi không không lúc nào không sao diệp thần rất kinh ngạc đúng vậy tử thần quyền bính cuối cùng thuộc về đem xem mấy ngày này quyết ra sống hay chết liền xem một lần này nếu là chúng ta thua hậu quả thiết tưởng không chịu nổi lá tả thần nói ra ra cần ta làm gì? Diệp thần trầm giọng hỏi, ngươi lưu lại trong nhà là được, chú ý đừng để cho người trộm nhà, nhất định phải giữ tinh nguyệt giới địa mạch ổn định, đây là chúng ta luân hồi trận doanh căn cơ, lá tả thần nói, ư, ừ, ra ra yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không khả năng công nhập tinh nguyệt giới, Diệp thần nói, đúng rồi, ngươi luân hồi thiên kiếm, còn có đen ngục tinh, giao cho ta đi, lá tả thần lại nói, ra ra, ngươi muốn làm gì, Diệp thần rất là nghi ngờ. Đem Luân Hồi Thiên Kiếm và Đen Ngục Tinh lấy ra, cái này Đen Ngục Tinh là Diệp Thần trước đây ở Minh Đô thế giới lòng đất, lấy được chân quý vật liệu, cái loại này vật liệu lẫn vào binh khí pháp bảo bên trong, có thể thật to tăng lên binh khí pháp bảo phẩm chất, ví dụ như Phù Sinh Tuyệt Mệnh, Nhân Hoàng Thánh Đao, bên trong cũng hỗn hợp có Đen Ngục Tinh tồn tại, cho dù là ở không không lúc nào không bên trong, Đen Ngục Tinh cũng là 10 phần chân quý quáng vật, Diệp Thần nếu như đem Đen Ngục Tinh rèn luyện nhập luân hồi thiên kiếm bên trong liền có thể để cho luân hồi thiên kiếm thăng cấp thành chân chính không vô thần khí chỉ bất quá đoạn thời gian này hắn một mực đang bận rộn vậy không có ở đây chế tạo lúc luyện lá tả thần nhận lấy luân hồi thiên kiếm và đen ngục tinh nói ta cầm kiếm ngươi còn có khối này tinh mỏ mang đi không không lúc nào không giao cho thiên khải trí tôn chế tạo nếu là thiên khải trí tôn xuất thủ ngươi luân hồi thiên kiếm là có thể hoàn toàn lột xác thăng cấp diệp thần kinh ngạc nói ra ra ngươi nói gì sao ngươi muốn để thiên khải trí tôn giúp ta luyện khí điều này sao có thể phải biết thiên khải trí tôn là tử thần giáo đoàn giáo chủ diệp thần trước đây còn cùng hắn chém giết qua hai bên mâu thuẫn tích lũy cực sâu có thể nói diệp thần và thiên khải trí tôn là sống chết cừu địch đối phương lại làm sao có thể giúp hắn luyện khí lá tả thần cười nói ngươi đây liền không hiểu thiên khải trí tôn là một cái luyện khí cuồng đồ là một cái khí si, hắn thích nhất sự việc, chính là luyện khí, nếu như có luyện khí cơ hội, hắn là tuyệt đối không thể nào bỏ qua, cho dù giúp ngươi thăng cấp luân hồi thiên kiếm sau đó, kiếm ngươi, tương lai có thể sẽ giết chết hắn, hắn cũng ở đây không tiếc, Diệp Thần ngạc nhiên, nói, thật không, nếu là thiên khải trí tôn chịu ra tay, giúp hắn luyện khí, vậy khẳng định so chính hắn luyện khí thân nhau được hơn, lá tả thần cười nói, dĩ nhiên, ra ra sẽ không lừa gạt ngươi. Thiên Khải Chí Tôn chính là người như vậy nếu như có thể, hắn thật ra thì cũng không muốn nhúng tay bất kỳ tranh đấu, hắn chỉ muốn làm một cái luyện khí sư thôi, diệp thần trao mày, nhìn trời khải trí tôn vẫn có chút hoài nghi, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng ra ra, liền nói, được rồi, ra ra, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt, lá tả thần nói, được, mấy ngày nay ngươi thật tốt trong nhà, tử thần quyền bính, cuối cùng nhất định là thuộc về chúng ta luân hồi trận doanh, dứt lời. Lá tả thần thu cất luân hồi thiên kiếm và đen ngục tinh rồi sau đó rời đi tinh nguyệt giới đi ma thần cung ở đi đến ma thần cung sau đó hắn đem sẽ cùng thân đồ uyển nhi đi một chuyến không không lúc nào không tranh đoạt tử thần quyền bính tử thần quyền bính rơi vào nhà nào mấy ngày nay thời gian đem sẽ thấy rõ các ngươi phải thua ở lá tả thần sau khi đi tử lan từ trong nhà gỗ đi ra sâu kín hướng diệp thần nói ngươi nói gì sao diệp thần ánh mắt run lên giọng vậy rất là lạnh lùng các ngươi phải thua ta đã thấy tương lai các ngươi luân hồi trận doanh cũng đem gặp trước đó chưa từng có ách nan a à, ta và xanh nghiên muội muội hẳn đều phải chết người hậu cung bên trong những phụ nữ kia phỏng đoán vậy ít một chút có thể còn sống dĩ nhiên người khi số còn chưa tới cuối người phỏng đoán có thể sống xuống nhưng hẳn biết rất cô độc từ lan bình tĩnh nói tựa như đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính đủ rồi im miệng đi chớ nói diệp thần tâm phiền ý loạn hắn cũng không muốn thua chỉ tiếc tràng này tử thần quyền bính tranh đoạt chiến, Diệp thần cũng không cách nào nhúng tay, hắn chỉ có thể chờ đợi kết quả sau cùng. Đến được ngày thứ hai, Diệp thần rõ ràng cảm thấy, toàn bộ thái thượng thế giới, thậm chí là toàn bộ thế giới hiện thật, cũng tràn ngập một cổ áp lực hơi thở, gió thổi báo rông tố sắp đến, hu hu hu, cuồng gió mạnh thổi phất. Thế giới hiện thật các nơi, tràn ra từng mảnh mây đen, mây đen bên trong có các loại hắc ám quỷ dị, tràn đầy dơ bẩn hơi thở đang chảy xuôi đó là thiên ma tinh hải khí tượng, ứng ừ ực, thiên ma tinh hải khí tượng, lại có thể hiển hóa đến thế giới hiện thật các nơi, bóng tối đại dương trôi lơ lửng ở tầng mây tới giữa, cô lỗ lỗ bất chấp bọt khí, mơ hồ có thể gặp một cái cái vạn vẹo hài cốt nhấp nhô, có chút cáu voi đậm đà địa phương, thậm chí còn có xương trắng cùng thi thể từ trên trời đánh mất, cực kỳ khủng bố, một phiến phiến vũ trụ tinh không, đều bị liên lụy, tinh thần ở chết đi, nhật nguyệt ở chết, vô biên vô tận hắc ám dơ bẩn hơi thở tràn ngập thế giới hiện thật để cho được không thiếu địa phương lâm vào là ngày tận thế vậy tồn tại vô số sinh linh kêu rên ở trên trời ma tinh hải năng lượng bao phủ hạ kêu thảm thiết chết đi đây thật là thần tiên đánh nhau người phàm gặp họa diệp thần tinh nguyệt giới thần quang vờn quanh địa mạch khí vận dày đặc cũng không có bị nhiều ít ảnh hưởng nhưng hắn thần thức phóng thích đến ngoại giới đi liền xem đến thế giới bên ngoài khắp nơi đều dính liền thiên ma tinh hải năng lượng khí tức rất nhiều nhiều thế giới cùng tinh không đều bị ô nhiễm cuối cùng tranh đấu rốt cuộc đã tới huyền nhi ra ra các ngươi nhất định phải thắng à diệp thần trong lòng cầu nguyện vậy thuận tiện phát ra một đạo thần niệm che chở hoa hạ trái đất che chở hệ ngân hà che chở rất nhiều rất nhiều nhiều đã từng cùng hắn từng có thiện duyên địa phương hiện tại lấy diệp thần thực lực trong nhất niệm liền có thể bao trùm tinh không vũ trụ che chở thập phương thế giới hắn là chân tránh thượng vị giả theo thời gian rời đổi bóng tối hơi thở càng ngày càng đậm hơn, lại qua một ngày, ở giữa thiên địa, không chỉ là hắc khí tràn ngập, thậm chí còn có rất nhiều rất nhiều hơn quỷ dị, khan khan, sợ hãi tiếng kêu rên, tiếng ngâm sướng, tiếng thét chói tai, tiếng cười điên cuồng, ở khắp nơi vang trở lại, là vạn quỷ gào khóc, diệp thần dòm ngó thiên địa, liền thấy thiên ma tinh hải bên trong, có mấy đạo kịch liệt hơi thở, đang không ngừng đấu võ trước, ma nữ hơi thở, cốt thiên đế hơi thở, thân đồ huyền nhi hơi thở, lá tả thần hơi thở, ma tổ vô thiên hơi thở đều ở đây kịch liệt tranh đấu trước bọn họ điên cuồng cướp đoạt thiên ma tinh hải năng lượng như vậy cướp đoạt cũng không phải xem ai thực lực cường đại ai liền có thể thắng được mà là muốn xem khí vận cơ duyên tương lai tạo hóa vân vân một loạt phức tạp đồ diệp thần khẩn trương xem chừng toàn bộ thái thượng thế giới vô số cường giả ánh mắt vậy đang quan sát tất cả mọi người đều biết tử thần sắp muốn ra đời rốt cuộc ba ngày trôi qua toàn bộ thế giới hiện thật bầu trời cơ hồ đều bị thiên ma tinh hải hắc ám che đậy liền diệp thần chỗ ở tinh nguyệt giới cuối cùng vậy bị liên lụy mảng lớn bầu trời hóa thành bóng tối màu sắc diệp thần lúc này mới biết trong truyền thuyết thần trí cao khí huy năng hoàn toàn bùng nổ nói rốt cuộc có bao nhiêu ngoại hạng ở ngập trời hắc ám bên trong ngàn vạn yêu ma cùng quỷ bí khí tượng hiện lên vô số yêu ma quỷ bái phát ra lanh lảnh ngâm sướng rồi sau đó một tấm trọng thể ngai vàng xuất hiện trên bầu trời, vậy cái ngai vàng hoàn toàn là bụi gai bện thành hiện đầy nhọn đổ gai, chính là trong truyền thuyết kinh cước vương tọa vô số thiên đế vinh quang chủ thần uy nghiêm mênh mông quy luật năng lượng ba động vờn quanh ở nơi này trương trên ngai vàng kinh cước vương tọa bên trên ma khí hội tụ hiển hóa ra một đạo vô cùng tôn quý vô cùng quang vinh như hắc ám quân vương vĩnh đêm bá chủ vậy bóng người đó là ma nữ bóng người kinh cước vương tọa ma nữ Nàng thành mới tử thần, diệp thần rất chấn động, chỉ cảm thấy ngập trời nguy cơ hơi thở, đập vào mặt, tập 4578, ta là tử thần, chư thiên, tinh không, mặt đất, chúng sanh, hướng ta thần phục đi, người tin ta, siêu thoát sống chết, không bao giờ nhập luân hồi, mà nữ ngồi ngay ngắn ở kinh cước vương tọa trên, cả người thiên đế quy luật vờn quanh, hắc ám cùng hơi thở tử vong không ngừng sinh diệt, phát ra bình tĩnh lại tràn đầy lực lượng thanh âm, giờ khắc này nàng thành mới tử thần, chư thiên cũng làm run rẩy, vô số yêu ma ngâm sướng, chúc mừng thần mới ra đời, thế giới hiện thật bên trong, có vô số cường giả, ở mắt thấy ma nữ uy nghiêm sau đó, lập tức quỳ xuống thần phục, từ đây thành tử thần tín đồ, tinh nguyệt giới ngạo thế thiên cung bên trong, gió tiếng nói oanh, kỳ tư thanh, hải đường tử hoàng, ngụy dĩnh, hạ nhược tuyết, võ sao, tiểu thảo thần xanh nghiên các người, ở mắt thấy ma nữ thành tử thần sau đó. Các nàng sắc mặt toàn đều thay đổi, đẹp mắt ngôn tình tất cả mọi người đều cảm giác được, to lớn nguy cơ đang đến gần, mưa gió sắp tới, bầu trời bên trong, ma nữ cùng kinh cước vương tỏa khí tượng, dần dần tiêu tán đi, nhưng, vậy cổ tử thần uy áp, nhưng vẫn làm người ta tim quý, thành tử thần ma nữ, tựa như thật thành hắc ám cùng chết nắm giữ, hơi thở cực kỳ khủng bố, vũ hoàng thiên giới, vạn khư thần điện, vũ hoàng cổ đế thấy tử thần quyền bính, thuộc về ma nữ, đầu tiên nghĩ đến liền ma tổ vô thiên lạnh đạm cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ma nữ thành mới tử thần, ma tổ vô thiên sợ rằng muốn sụp đổ chứ. Hắn lại cũng không có một bước lên trời khả năng, vốn là, ma tổ vô thiên cũng ở đây tranh đoạt tử thần quyền bính, nếu như hắn thành công, hắn thậm chí có thể xem nhâm phi phàm như vậy, một bước lên trời, nhảy qua không không lúc nào không rất nhiều tu luyện trình tự, trực tiếp lên đỉnh làm thiên đế chủ thần, nhưng hiện tại, theo tử thần quyền bính, rơi vào ma nữ trong tay, ma tổ vô thiên cũng được người thua hắn mất đi lên đỉnh có thể lúc này kiếm môn thế giới vô thiên trận doanh tất cả người cửa ở mắt thấy cái này cuối cùng kết cục sau đó người sắc mặt người thảm trắng vạn niệm câu hôi một đạo tịch mịch bóng người từ một tòa cô sơn trên hạ xuống chính là ma tổ vô thiên vây quanh ma tổ vô thiên là rất nhiều rất nhiều hơn có hoàng kim huyết mạch ma thần hoàng kim ma thần nhất tộc ở cực kỳ lâu trước kia liền chống đỡ ma tổ vô thiên bọn họ đang đánh cuộc đánh cuộc tương lai ma tổ vô thiên, sẽ thắng được, trở thành tử thần, trở thành thâm nguyên chi chủ, dẫn bọn họ đi tinh không bờ bên kia, nhưng hôm nay, không nghi ngờ chút nào, bọn họ thua cuộc, tất cả hoàng kim ma thần, sắc mặt đều là thảm đạm ám nhiên, ta thua, các người tất cả tìm con đường sống đi, ma tổ vô thiên thanh âm bi thương, xoay người yên lặng rời đi kiếm môn thế giới, hắn không biết mình phải đi nơi nào, cũng không biết tương lai ở phương nào, hắn cảm thấy tự thân lực lượng đang nhanh chóng suy thoái vốn là hắn cướp lấy rất nhiều rất nhiều nhiều ngày ma tinh hải năng lượng nhưng những năng lượng này theo mới tử thần ra đời sau đó toàn bộ thoát khỏi ra hắn thân thể lần nữa hội tụ đến mới tử thần trong tay tử thần một khi ra đời đó chính là bên thắng ăn suốt hoàn toàn nắm trong tay thiên ma tinh hải không chỉ là hắn liền diệp thần cũng giống như vậy diệp thần thật ra thì vậy nắm giữ một chút thiên ma tinh hải năng lượng nhưng những năng lượng kia vậy toàn bộ chảy trở về đến ma nữ trong tay. Ma tổ vô thiên lúc rời kiếm môn thế giới sau đó, một mình bồng bềnh ở tinh không mênh mông bên trong, chỉ cảm thấy cả đời tâm huyết, giờ phút này toàn bộ thành bọt nước, ma tổ vô thiên, xin lỗi, là ta may mắn thắng, ngay tại ma tổ vô thiên, tất cả ý nghĩ tàn vỡ thời điểm, một đạo đạm mạc thanh âm, truyền tới hắn trong lỗ tai, đó là ma nữ thanh âm, ma nữ, người đã thắng, là muốn đến tiễn ta lên đường sao? mà tổ vô thiên lạnh lùng cười một tiếng hắn biết mình đã thua ngay cả tính mệnh cũng rất khó giữ được bất quá hắn vậy không quan tâm sống chết ha ha ta không giết ngươi ta còn muốn và ngươi hợp tác đây mà nữ cười lên thanh âm rất là cao hứng dẫu sao nàng là sau cùng bên thắng tâm tình thật sự là vui vẻ còn hợp tác cái gì ngươi đã thắng mà tổ vô thiên trong mắt lướt qua một chút che lấp trong cơ thể hắn tất cả thiên ma tinh hải năng lượng toàn bộ chảy trở về đến ma nữ trên tay hắn thực lực thật to suy thoái đã không lại là cao cấp tiên đế căn bản không có thể đối kháng ma nữ ta cần cho ngươi mượn tay giết chết diệp thần vậy tiểu tử táng diệt luân hồi đây cũng là cốt thiên đế ý ma nữ đạm như vậy nói thanh âm nhưng tràn đầy ý định giết người ha ha ngươi muốn táng diệt luân hồi tự mình ra tay là được ma tổ vô thiên cười lạnh nói không ta là tử thần uy năng quá mức mênh mông khó mà hạ xuống thế giới hiện thật ta muốn táng diệt luân hồi mà nói không tiện tự mình ra tay, vẫn là cần dựa vào ngươi, ta có thể đem kinh cước vương tọa cho ngươi mượn, thậm chí đem bộ phận tử thần lực lượng, tạm thời cho ngươi mượn, nhưng điều kiện là, ngươi phải thay ta táng diệt luân hồi, mà nữ nói, nàng vì chu diệt diệp thần, lại có thể bỏ được cho mượn kinh cước vương tọa, thậm chí phải đem mới vừa lấy được tử thần quyền bính, bộ phận lực lượng mượn dùng cho ma tổ vô thiên, ma tổ vô thiên trong lòng động một cái, nhưng nghĩ tới ma nữ tính tình, cũng là tương đối tàn nhẫn, không thể nào vô duyên vô cớ tặng cơ duyên, liền nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Ma nữ cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn giết chết Diệp Thần vậy tiểu tử sao? Chỉ cần giết hắn, chiếm đoạt hắn luân hồi khí vận, người đủ để ngay tức thì chứng đạo không không, bước vào không không lúc nào không, mà tổ vô thiên nội tâm càng ý động, hắn tự nhiên biết, luân hồi khí vận bàng bạc, nếu là có thể chiếm đoạt, đủ để chứng đạo không không, nhưng hắn cũng biết, ma nữ không tốt như vậy nói chuyện nguyện ý cùng hắn chia cắt luân hồi khí vận lập tức cười lạnh nói chờ ta bước vào không không lúc nào không sau đó ngươi liền sẽ thời gian đầu tiên giết ta có phải hay không coi như ta cắn nuốt luân hồi khí vận cuối cùng cũng sẽ bị ngươi đoạt lại đi mà nữ nói ngươi đã đoán đúng chờ ngươi bước vào không không lúc nào không sau đó ta đúng là sẽ giết ngươi nhưng chân ở trên mình ngươi ngươi có thể chạy à không không lúc nào không lớn như vậy nếu là ngươi chạy mất ta cũng chưa chắc có thể tìm được ngươi sau đó ngươi liền có cơ hội từ từ ẩn nhẫn lớn mạnh tương lai tìm ta báo thù ha ha như thế nào mà nữ không hề giấu giếm mình sát ý nàng chỉ là muốn lợi dụng ma tổ vô thiên thôi cùng lợi dụng xong nàng khẳng định sẽ giết chết ma tổ vô thiên không thể nào cùng hắn chia cắt luân hồi khí vận nhưng nàng vậy nói không sai không không lúc nào không mênh mông vô biên cho dù là thiên đế chủ thần cũng không cách nào cuối cùng ma tổ vô thiên vẫn là có ẩn núp né tránh nàng giết hại có thể mà tổ vô thiên nghe xong ma nữ lời nói này nhất thời động lòng huống chi hướng văn đạo tịch chết có thể vậy nếu là người thật chứng đạo không không coi như bị ta giết chết cuộc đời này vậy coi là không tiếc vẫn tốt hơn hôm nay như vậy một bộ cái xác biết đi hình dáng như thế nào có dám đánh cuộc hay không mà nữ thanh âm mang to lớn dẫn dụ ý mà tổ vô thiên biết rõ nàng đang lợi dụng mình muốn mượn đao giết người nhưng đường thời giây phút cũng đích xác bị thuyết phục nếu như ta thật bước vào không không lúc nào không, ma nữ này chưa chắc có thể giết chết ta, mà tổ vô thiên trong bụng tính toán, hắn trước đây không ngừng cướp lấy thiên ma tinh hải năng lượng, vậy mơ hồ dòm ngó gặp không thiếu không không thời không bí ẩn, đối với không không lúc nào không, hắn cũng không phải là không biết gì cả, ngược lại còn biết rất nhiều bí mật. Nếu là hắn thật đi không không lúc nào không, có rất lớn cơ hội tránh ma nữ đuổi giết, được, đánh cuộc thì đánh cuộc, ta đáp ứng người cũng được mà tổ không thiên quyền nhận định luôn mãi cuối cùng là gật đầu đáp ứng mà nữ đại hỷ nói rất tốt ta mới lên tử thần cũng có không thiếu cường giả quy thuận ta ngươi có thể hiệu triệu bọn họ liên hiệp ngàn vạn người đám người vây công tinh nguyệt giới ngươi mượn dùng ta lực lượng nhất định có thể táng diệt luân hồi vù vù hư không chấn động kinh cước vương tọa bóng dáng hiển hóa đi ra cũng hóa thành một đạo huyết quang bắn vào ma tổ vô thiên trong cơ thể vậy kinh cước vương tọa phía trên đã hỗn hợp ma nữ tử thần bộ phận lực lượng, ma tổ vô thiên một đạt được kinh cức vương tọa, lại lấy được ma nữ tử thần ban phúc, trong thoáng chốc cả người linh khí bạo tăng, trên trán xuất hiện một đạo đặc thù ma đạo dấu vết, thẻ xem kỹ, hắn nắm quyền một cái, liền cảm thấy mênh mông lực lượng, dâng trào ra, trước đây mất đi lực lượng, toàn bộ trở về, thiên ma tinh hải năng lượng, đang hắn trong đan điền, như sông dài vậy lao nhanh trước, ma tổ vô thiên đại hỉ, trong lòng lại là bi thương, hắn biết. Những lực lượng này cũng không phải là mình, mà là ma nữ cho hắn mượn, ma nữ chịu ban thưởng lực lượng, là bởi vì là nàng tấn thăng tử thần sau đó, đối nhân quả luật nắm trong tay, đã đến đỉnh cấp cảnh giới, nàng bấy nhân quả luật, mình lực lượng cho mượn ma tổ vô thiên, ma tổ vô thiên chỉ có thể dùng để táng diệt luân hồi, không cách nào hắn dùng. Cùng sau khi chiến đấu kết thúc, bỏ mặc thành bại, những lực lượng này cũng sẽ chảy trở về đến trên tay nàng không thể nào thật bị ma tổ vô thiên nắm trong tay, ma tổ vô thiên trong lòng buồn vui đồng thời xuất hiện, lại là xấu hổ, trong đầu nghĩ mình một đời kiêu hùng, giờ phút này lại thành ma nữ con cờ, nhưng, đại trượng phu có thể co giãn, chỉ cần có thể táng diệt luân hồi, hắn thì có lật bàn có thể, hôm nay tử thần, không phải ma nữ, mà là ta, ma tổ vô thiên gọi ra kinh cức vương tọa ngồi ở đây trương phủ đầy cây có gai trên ghế, bụi gai đâm rách ra hắn, máu tươi chảy như dòng nước đi ra rất là đau đớn kích thích hơn nội tâm hắn chiến ý cùng sát ý ha 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 mà tổ vô thiên người hãy nằm mơ đi người chỉ là mượn dùng ta lực lượng mà thôi không muốn hy vọng hảo huyền mà nữ cười to ý chí rồi sau đó ẩn độn đi xuống nàng nếu đã đem tử thần lực lượng còn có kinh cước vương tọa cũng cho mượn liền mà tổ vô thiên vậy kế tiếp nhân vật chính chính là vô thiên mà tổ vô thiên truyền ra ý chí triệu tập thế giới hiện thật bên trong tất cả thờ phượng hắc ám cùng tử thần người chuẩn bị vây quét tinh nguyệt giới, tinh nguyệt giới bên trong, diệp thần, gió tiếng nói oanh, kỳ tư thanh các người, đều đã cảm nhận được liền nguy hiểm, liền liền ở bên ngoài lịch luyện diệp lạc nhi, vậy lật đật chạy về, từng ngọn bảo vệ đại trận, ở tinh nguyệt giới các nơi mở, tất cả người bày trận mà đợi, ở nơi này khẩn trương thời khắc, diệp tà thần mang thân độ uyển nhi trở về, thấy hai người trở về, tinh nguyệt giới rất nhiều cường giả ánh mắt, cũng lộ vẻ được hết sức phức tạp, bọn họ, là người thua. Diệp Tà Thần cùng thân đồ Uyển Nhi đều là cả người vết thương, vết thương bên trong tràn đầy các loại bóng tối hơi thở, thân đồ Uyển Nhi thương thế nặng hơn, đã rơi vào hôn mê ngủ say, ra ra, Uyển Nhi thế nào, Diệp Thần rất là lo âu, đem thân đồ Uyển Nhi thân thể từ ra ra trong tay nhận lấy. Hắn chỉ cảm thấy thân đồ Uyển Nhi thân thể lạnh như băng lạnh như băng, không có một chút khí huyết chập chờn. Hắn vội vàng vận chuyển bát quái thiên đan thuật và diệu pháp hoa sen, muốn chữa trị Uyển Nhi thương thế nhưng phát hiện căn bản không dùng a à, từ thần quyền bính cuối cùng là rơi vào ma nữ trong tay chúng ta thất bại uyển nhi bị cắn trả đã trọng thương rơi vào ngủ say có lẽ cần từ hoàng tiên cung mồi lửa mới có thể xua tan hắc ám đem nàng thức tỉnh nếu không nàng có thể sẽ một mực ngủ say đi diệp tà thần than thở một tiếng mặt đầy như đưa đám tranh đoạt từ thần quyền bính thất bại đối luân hồi trận doanh mà nói có thể nói là đả kích khổng lồ Khá tốt thân đồ Uyển Nhi chỉ là ngủ say, cũng chưa chết, đã là thiên đại may mắn, cần mồi lửa bồi bổ sao? Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nhìn trong ngủ mê Uyển Nhi, tập 4579, nếu như cần mượn dùng mồi lửa, mới có thể thức tỉnh thân đồ Uyển Nhi mà nói, vậy thì phiền toái, dẫu sao, trong truyền thuyết mồi lửa, đối tử hoàng tiên cung mà nói, cũng là vận mệnh vậy tồn tại, căn bản không có thể cho mượn Diệp Thần, trước thu xếp ổn thỏa nàng đi chúng ta có thể sống sót hay không cũng không nhất định diệp tà thần khoát khoát tay để cho võ giao đem thân đồ uyển nhi dẫn đi ôm đến ngạo thế thiên cung chỗ sâu tạm thời thu xếp đứng lên so sánh với thân đồ uyển nhi an nguy trước mắt toàn bộ luân hồi trận doanh sống chết vận mệnh lộ vẻ được trọng yếu hơn mà nữ đem kinh cước vương tọa và tử thần lực lượng cho mượn liền ma tổ vô thiên muốn mượn vô thiên tay táng diệt luân hồi chuyện này chân thực quá mức khủng bố đã kích động thiên cơ Diệp thần các người dĩ nhiên là cảm nhận được, cái này hai ngày, mà tổ vô thiên có thể thì phải giết tới, chúng ta phải đối mặt, là kinh cước vương tọa, còn có tử thần lực lượng, diệp tà thần giọng tràn đầy lo âu, hắn hiện tại bị thương vậy là vô cùng nghiêm trọng, chủ yếu là bị cốt thiên đế đả thương, cái này hai ngày sắp đến quyết chiến, hắn thì không cách nào tham dự. Diệp thần, đây là kiếm ngươi, thật tốt cầm, diệp tà thần rút ra một kiếm, đưa cho diệp thần, thanh kiếm này, chính là luân hồi thiên kiếm, thời khắc này luân hồi thiên kiếm mũi nhọn so với trước kia ác liệt nhiều thân kiếm kim quang lưu chuyển vô số đại lộ quy luật tạo thành phù văn lóng lánh rực rỡ từng đạo kiếm quang như cầu vồng vậy xuyên qua đi ra ngoài xuyên thấu hư không mưa gió vô cùng nguy nga diệp thần cầm luân hồi thiên kiếm ngay tức thì liền cảm nhận được thanh kiếm này đã thành chân chính không vô thần khí lực sát thương thật to tăng lên luân hồi thiên kiếm thật thăng cấp diệp thần ánh mắt sáng lên huy động thân kiếm chỉ cảm thấy muốn gì được nấy diệp tà thần gật đầu nói đúng vậy ta ủy thác thiên khải trí tôn lợi dụng hắc ngục tinh giúp ngươi thăng cấp luân hồi thiên kiếm hôm nay đã hoàn thành diệp thần nói ngày trước khải trí tôn hiện tại vẫn là tử thần giáo đoàn đầu não sao diệp tà thần lắc đầu một cái thở dài nói không phải tử thần giáo đoàn giáo chủ đã thành ma nữ vốn là thiên khải trí tôn muốn hồi phục đời trước tử thần hải vương ma tôn nhưng ma nữ đạt được tử thần quyền bính sau đó trực tiếp nuốt riêng, nàng tấn vị thành mới tử thần, thiên khải trí tôn giận dữ, nhưng hắn hôm nay, đã không đánh lại ma nữ, trực tiếp gặp phải nhốt, hắn cũng là người đáng thương, thôi, không nói hắn, cái này hai ngày chúng ta chuẩn bị thật tốt, ma tổ vô thiên lập tức phải giết tới, diệp thần trong lòng rét một cái, ra ra nói không sai, hôm nay thế cục nguy cấp, luân hồi trận doanh đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có, đã không rảnh lại đi thảo luận người khác sống chết, diệp thần an bài nhân thủ bảo vệ tinh nguyệt giới, chuẩn bị đối kháng ma tổ vô thiên, gió tiếng nói oanh chấn đông, huyền hàn ngọc chấn tây, võ giao chấn nam, tiểu thảo thần thanh niên chấn bắc, diệp thần ở giữa. Kỳ tư thanh chấn giữ đông bắc, ngụy dĩnh chấn giữ đông nam, hạ nhược tuyết chấn giữ tây bắc, diệp lạc nhi chấn giữ tây nam, già thiên ma đế phụ trách hậu cần, đệ nhất thảo thần tử lan, vậy xuất quan, phụ trách duy trì tinh nguyệt giới bảo vệ đại trận, cũng chuẩn bị chữa trị người bị thương, ngoài ra, băng thần thiên tôn vũ lăng hoa tại nghe nguy hiểm sau đó cưỡi lộc tới chuẩn bị đang chiến đấu bắt đầu sau đó trái tự thân huyết mạch lớn mạnh tinh nguyệt giới bầu trời cùng địa mạch chúng sinh giới giới vương nhiên đang tổ sư địa ngục giới giới vương diêm la đạo quân vân cẩm thiện nhu các người vậy chạy tới trợ chiến mọi người các ti kỳ chức chấn thủ một phương đây là đại chiến sinh tử một khi đánh bại luân hồi trận danh thì có bị tiêu diệt nguy hiểm hiện tại toàn bộ thái thượng thế giới đều biết ma tổ vô thiên mượn dùng ma nữ lực lượng chuẩn bị động thủ vây quét tinh nguyệt giới rất nhiều cường giả phóng thích thần thức bao phủ đến tinh nguyệt giới bầu trời mật thiết chú ý chiến cuộc diệp thần có thể cảm giác được đạo đức thiên tôn trùng dương chân nhân thiên nữ vũ hoàng cổ đế các người thần thức cũng trôi lơ lửng bên ngoài đều ở đây xem cuộc chiến cũng muốn xem ta chết như thế nào sao diệp thần nội tâm bật cười bên ngoài nhiều người nhìn như vậy hắn tự nhiên không thể nào lúc này nhận thua cùng Ma Tổ Vô Thiên tới, coi như là chết trận, Diệp Thần cũng sẽ không lùi bước, trừ Băng Thần Thiên Tôn Vũ Lăng Hoa bên ngoài, Diệp Thần còn muốn mời Lôi Thần và Thủy Thần tới chơi chiến, nhưng tiếc là, Lôi Thần và Thủy Thần cũng huyền ngôn cự tuyệt, Lôi Thần lý do thì không muốn quá nhanh dính nhân quả, mà Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly thì không ngừng nói xin lỗi, nói mình lực lượng suy sụp quá nhiều, không dám đối mặt với kinh cức vương tọa cùng tử thần giết hại, còn như Nham Thần Thiên Tôn còn chưa tính là diệp thần đồng minh, cửu thần bên trong, hôm nay có thể đứng ở diệp thần bên người, chỉ có hai vị thảo thần cùng băng thần. Ở bên ngoài vô số đôi ánh mắt nhìn soi mói, rốt cuộc, hai ngày sau đó, từng luồng biển mây vậy đậm đà hắc ám khí tức, gào thét chấn động, cuộn sạch đến tinh nguyệt giới bên trên, toàn bộ tinh nguyệt giới bầu trời, nhất thời đổi được vô cùng hắc ám, hắc ám bên trong, hiện ra thiên thiên vạn vạn đạo thân ảnh, vậy cũng là tử thần tín đồ còn có kiếm môn thế giới và vực sâu thần điện cường giả tất cả người lạng yên không tiếng động chỉ là dùng vô cùng sâm nghiêm vô cùng lãnh khốc, tràn đầy sát cơ ánh mắt quan sát tinh nguyệt giới ở vô số tín đồ vây quanh trên bầu trời vang lên ma thần ngâm sướng một tôn to lớn kinh cước vương tọa chậm rãi nổi lên ma tổ vô thiên to lớn uy nghiêm thân thể đang ngồi ngay ngắn ở kinh cước vương tọa phía trên nhìn xuống trần thế diệp thần chúng ta lại gặp mặt ma tổ vô thiên một mắt tới giữa ngay tại tinh nguyệt giới rất nhiều thủ hộ giả bên trong, thấy Diệp Thần, Diệp Thần ở giữa chấn thủ, là cả luân hồi trận doanh nhất hạch tâm, tay hắn cầm luân hồi thiên kiếm, thiên quân phong thần bia trôi lơ lửng bên người, các loại đại lộ quy luật, ở hắn bên người không ngừng lóng lánh, cực kỳ nguy nga, trước đây, Diệp Thần ở thiên thảo sơn trang thời điểm, liền cùng ma tổ vô thiên quyết chiến qua, thiên quân phong thần bia thậm chí được ô nhiễm, bất quá, có đệ nhất thảo thần tử lan, và tiêu thảo thần thanh niên ở đây điểm này dơ bẩn không coi vào đâu mượn hai vị thảo thần lực lượng diệp thần rất dễ dàng liền khu tan hết ma tổ vô thiên không nghĩ tới người một đời kiêu hùng lại có thể luân lạc là ma nữ con cờ diệp thần vung lên luân hồi thiên kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào ma tổ vô thiên một đạo kim sắc kiếm khí phá giết ra hướng ma tổ vô thiên xuyên qua đi ha ha ai là ai con cờ còn chưa nhất định ma tổ vô thiên ngồi ở kinh cước phương tọa phía trên an ổn không nhúc nhích Diệp thần kiếm khí đánh tới, lại bị một cổ vô hình hắc ám lực lượng ngăn trở, trực tiếp tiêu trừ đi. Diệp thần mặt liền biến sắc, chấp trưởng kinh cước vương tọa ma tổ vô thiên, thực lực quá kinh khủng, ở kinh cước vương tọa dưới bảo vệ, vậy thủ đoạn công kích, căn bản không có thể thương tổn tới hắn, ta chẳng qua là một cái tử thần, đem người hai vị thảo thần, còn có băng thần thiên tôn, cũng mời tới đây, cần lớn như vậy tình cảnh sao, ta còn lấy là, đệ nhất thảo thần đã sớm vẫn diệt hôm nay mới biết lúc đầu nàng còn sống ha ha ma tổ vô thiên ánh mắt híp lại ánh mắt ở thanh niên tử lan vũ lăng hoa ba phụ nữ trên mình từng cái lướt qua ba thần đối chiến một thần nếu như là người không biết còn lấy là diệp thần bên này chiếm hết ưu thế nhưng trong thực tế ưu thế ở ma tổ vô thiên bên này bởi vì hắn tử thần quyền bính là hoàn chỉnh truyền thừa mà thanh niên tử lan vũ lăng hoa ba vị nữ thần thần cách là không hoàn chỉnh hoàn toàn không cách nào cùng đỉnh cấp thời điểm so sánh hơn nữa ma tổ vô thiên còn có kinh cước phương tọa lại là chiếm hết ưu thế hãy bớt nói nhảm đi vô thiên muốn chiến liền chiến diệp thần ánh mắt sắc bén trong lòng đã làm xong quyết chiến chuẩn bị ngươi muốn chiến vậy thì đánh ta đây muốn xem xem ngươi có thể hay không ngăn trở ta tử thần uy nghiêm ma tổ vô thiên giọng lạnh lùng trong tròng mắt tràn đầy kiêu ngạo vẻ hắn phảng phất là hoàn toàn nhập vai tuồng thật đem mình làm tử thần mà không phải là mượn dùng tới lực lượng, chỉ gặp ma tổ vô thiên vung tay lên, thiên ma tinh hải năng lượng, nhất thời ở trên trời nổ, hắc ám đợt sóng cuồn cuộn, chung quanh thiên thiên vạn vạn tử thần tín đồ, vực sâu cường giả, toàn bộ lấy được hắc ám cùng chết chúc phúc, rất nhiều cường giả trên trán, cũng toát ra một cái tử thần dấu vết, hai tròng mắt trở nên đỏ như máu, cả người sát khí bạo động, đi đi, trước hết giết quang luân hồi tín đồ, đoạn tuyệt luân hồi chi chủ tín ngưỡng nguồn mà tổ vô thiên đạm đạm vẫy tay hạ lệch, vô số hắc ám cường giả, chính là cười gần, tiếng thét chói tay, gieo hò, gào thét liều chết sung phong ra. Đến hắn và Diệp Thần cái này phương diện quyết đấu, quyết định chiến đấu thắng bại, cũng không phải là nhìn bề ngoài thực lực đơn giản như vậy, rất nhiều thứ cũng phải cân nhắc, ví dụ như tín ngưỡng, từng cái hắc ám cường giả, cười gần giết hướng chung quanh luân hồi trận doanh tín đồ, tinh nguyệt thần giáo đệ tử vân, vân, nhưng không trực tiếp công kích Diệp Thần, bọn họ là muốn giải quyết tận gốc muốn tàn sát luân hồi tín đồ đoạn tuyệt diệp thần tín ngưỡng nguồn áp chế khí vận của hắn mà tổ vô thiên người mang tới đó là lấy ngàn vạn tính chi chít ùn ùn kéo đến hắc ám che trời chiến đấu một phát động đó là long trời lở đất thiên thiên vạn vạn yêu ma cùng tử thần tín đồ đạp chết xuống tình cảnh cực kỳ nguy nga ngoại giới vũ hoàng cổ đế thiên nữ đạo đức thiên tôn trùng dương chân nhân đám người thần thức còn có rất nhiều rất nhiều hơn thái thượng thế giới cường giả, đều ở đây xem cuộc chiến, khi thấy ma tổ vô thiên phát động tấn công, vậy ùn ùn kéo đến hắc ám bạo loạn hình ảnh, tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ, tại chỗ không có bất kỳ một người nào, dám cam đoan có thể chịu đựng ở ma tổ vô thiên tấn công, thời khắc này ma tổ vô thiên, thật là tựa như cùng là chân tránh tử thần, nắm trong tay trí cao vô thượng thiên ma tinh hải, dưới tay hắn cường giả, ở hắc ám cùng chết ban phúc hạ. Từng cái vô cùng dũng mãnh, như địa ngục ác ma giết ra, làm người ta sợ hãi, ngày xưa quang vinh huy hoàng tinh nguyệt giới, nhất thời rơi vào hắc ám loạn chiến, vô số hắc ám cường giả, đánh thẳng vào tinh nguyệt giới từng ngọn bảo vệ trận, cùng luân hồi tín đồ triển khai cực kỳ chém giết thảm thiết, máu chảy thành sông, diệp thần ngồi chấn trung ương, truyền ra ý chí, chỉ huy người thủ hạ đối kháng, mà tổ vô thiên đồng dạng là ngồi chấn trung ương, để cho thủ hạ tử thần tín đồ, vực sâu cường giả vân, vân, cùng luân hồi trận danh chém giết hắn cùng Diệp Thần, tuy nói muốn chiến liền chiến, nhưng hai người cũng không có tùy tiện ra tay. Bởi vì, bọn họ là tuyệt đối chủ soái không ra tay thì thôi, ra tay một cái liền sẽ liên lụy hai đại trận doanh sống chết, không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà tổ vô thiên mong muốn, là trước diệt huyết luân hồi trận doanh bộ phận cao thủ, đã kích Diệp Thần khí vận, sẽ hành động lại tay, Diệp Thần bên này, là phe phòng thủ, chiếm cư ưu thế, hắn mong muốn. Là chờ đợi thích hợp cơ hội phản kích, thiên thời địa lợi, cũng là diệp thần chiếm ưu nhưng cường giả số lượng phương diện, hắn không bằng ma tổ vô thiên, bởi vì, ma tổ vô thiên chấp trưởng tử thần quyền bính, có thể rơi xuống tử thần ban phúc, vô căn cứ để cho người bên dưới, thực lực ngắn ngủi nhô lên bay mãnh vào, vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều cao thủ, diệp thần nơi này cao thủ, số lượng liền kém hơn ma tổ vô thiên, hơn nữa, ở tử thần uy áp bao phủ hạ, bất kể là đêm mẫu gió tiếng nói oanh, vẫn là huyền hàn ngọc, võ giao, cũng rất khó phát huy ra chân chính thực lực đây là cảnh giới áp chế các nàng chân chính thực lực không phát huy ra được đối mặt rất nhiều hắc ám cường giả công kích tự nhiên khắp nơi bị chế rất là đau khổ đóng băng ngàn dặm tuyết phiêu thiên địa bỗng nhiên băng thần thiên tôn vũ lăng hoa thiêu đốt lên tự thân huyết mạch vô số băng tuyết năng lượng ánh chiếu chư thiên một phiến phiến hoa tuyết mang nghiêm ngặt khí lạnh từ không trung bay xuống để cho được rất nhiều hắc ám ma đồ gặp đóng băng tử lan tỷ tỷ mời ban cho ta thế giới thụ lực lượng tiểu thảo thần thanh niên vậy giang hai tay ra ngâm sướng lên tới cho đòi ra thế giới cây ầm um, thế giới thụ trấn rơi xuống mênh mông hơi thở nổ tung nhất thời để cho được chung quanh rất nhiều hắc ám cường giả hét thảm lên tại chỗ liền bị chấn động bay còn có không ít người sống sờ sờ bị thế giới thụ nghiền thành thịt nát ở vũ lăng hoa và tiểu thảo thần thần thông thế công hạ diệp thần bên này rất nhanh liền cho những cái kia hắc ám cường giả mang đi đả kích nặng nề, cơ hội. Diệp thần thấy vậy, ánh mắt động một cái, lập tức liền nắm chặt luân hồi thiên kiếm, chuẩn bị thừa dịp này cơ hội, hướng ma tổ vô thiên ra tay, nhưng, ra dữ liệu, ma tổ vô thiên vào giờ khắc này, vậy hướng diệp thần ra tay, hắn như cũ ngồi ngay ngắn ở kinh cức vương tọa phía trên, bàn tay cách không trần áp xuống tới, tử thần uy áp gào thét tới, trong hư không nổ lên các loại nhọn kêu khóc, ma khí cuồn cuộn, trường phong kích động, ư ừ, diệp thần không nghĩ tới ma tổ vô thiên vậy cùng giải quyết lúc ra tay hắn huy động luân hồi thiên kiếm ác liệt mũi nhọn tích giết liền đem ma tổ vô thiên bạo giết xuống ma khí trưởng phong hoàn toàn chảm phá nhưng ma tổ vô thiên trưởng thế cực kỳ cường hãn nhưng là đem diệp thần đẩy lui hai bước ha ha diệp thần băng thần và thảo thần chịu giúp ngươi là ngươi vận khí